Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ là ngày 6 tháng 6. Ở Việt Nam các bạn đã bước qua ngày thứ ba ngày 7 tháng 6 rồi và bây giờ là khoảng 7 giờ tối giờ Cali. Thì ngay trước khi mà Thuận chuẩn bị thâu video này ra chúng ta thấy được chúng ta đang nhìn vào hai ngọn nến giờ rất là đỏ và giá bây giờ tuy là khi bạn so sánh về cái giá ngày hôm qua đây cũng không có khác nhiều lắm tại vì hôm qua chúng ta cũng xoay quanh cái mức là 29.000 .30 30.000 nhưng mà hồi sáng này đây đã có một thời gian chúng ta thấy giá đã đẩy lên tới cái mức là 31.700 đô và trong vòng không tới 2 tiếng đồng hồ mới đây đây chúng ta thấy giá đã đi từ 31.300 xuống còn 29.500 thì hôm nay cũng có rất nhiều những thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn nhưng mà thật ra cũng không có một cái thông tin nào lớn có thể giải thích được tại sao chúng ta lại thấy hai con nến đỏ này đâu Hiện giờ ít ra vẫn chưa có thông tin chi tiết về lý do Nhưng mà thường chia sẻ với các bạn là hôm nay đó Thì chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thì tình hình như thế nào Chúng ta thấy được là cả ngày hôm nay là một màu xanh Thì cả ngày hôm nay chúng ta thấy được là chứng khoán là một màu xanh Crypto cũng là một màu xanh Cũng không phải là xanh lắm Chúng ta thấy được là những chỉ số như là Dow Jones thì đi hàng ngang mà thôi Nhưng mà S&P 500 và Nasdaq thì xanh là một chút Tăng khoảng chừng là 0,3 cho đến 0,4% nhưng mà bây giờ khi nhìn vào hợp đồng tương lai đó thì chúng ta thấy bây giờ là một màu đỏ. Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số như là Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đã đều đang đỏ hiện tại. Nhưng mà cũng không phải là đỏ lắm. Như là chúng ta thấy Bitcoin hiện tại. Cả ngày hôm nay cũng không có nhiều thông tin lớn trong thị trường tài chính nói chung đâu các bạn. Chúng ta thấy là cũng những thông tin đó tiếp tục mà thôi. Thông tin lớn nhất ngày hôm nay là cái hội nghị của Apple. Thì công ty Apple họ chia sẻ là họ có cái máy MacBook Air mới, cái máy MacBook Pro mới chạy trên cái con chip M2 và iPhone software và iPad software mới. Chúng ta cũng sẽ không nói chi tiết đâu tại vì cũng không phải là liên quan đến thị trường tài chính. Nhưng mà chúng ta thấy được là tài liệu mà nổi bật nhất trong tuần này đó mà mọi người cần phải quan tâm đến đó chính là tài liệu ngày thứ sáu này chúng ta sẽ thấy cái thông tin liên quan đến chỉ số lạm phát CPI ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ 8 giờ 30 sáng À giờ New York có nghĩa là khoảng 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali sẽ có thông tin này thì chúng ta sẽ chờ đợi tới ngày thứ sáu mới biết thêm thông tin nhưng mà hôm nay cũng không có nhiều tài liệu trong thị trường tài chính nói chung chúng ta có thể thấy được là những thị trường khác ra sao chúng ta nói tới dầu đó thì dầu đang ở mức rất là cao luôn các bạn thấy là bây giờ đó hôm nay chúng ta lại thấy dầu ở mức là 120 đô la cho một thùng dầu chúng ta có thể thấy vàng bây giờ đó thì cũng đứng ở một chỗ ở mức là 1842 đô cho một ao vàng hiện tại về crypto thì các bạn đã thấy được là cả ngày hôm nay rất là tốt nhưng mà đột ngột bây giờ chúng ta thấy giá lại đi xuống như vậy Và đương nhiên BTC xuống các bạn thấy được là cả thị trường bây giờ là một màu đỏ Và chúng ta cũng thấy như đồng lớn đó, chúng ta thấy được là BTC đã xuống 3,9% so với lại thời điểm này ngày hôm qua Bây giờ mức là khoảng chừng 29.500 đô, Ethereum thì xuống 6,4% xuống nhiều hơn, BNB thì xuống 7,3% và chúng ta có một số những thông tin xấu liên quan tới BNB thường muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Cardano, XRP, tất cả đều xuống hết. Các bạn đã thấy trên màn hình rồi. Như đợt thường đã chia sẻ đó, tuy là chúng ta có một số những thông tin xấu hôm nay chúng ta sẽ nói đến nhưng mà cũng không có thể giải thích được là tại sao chúng ta lại có cái sự xuống giá trong vòng khoảng chừng 2 tiếng vừa qua. Chỉ là khi chúng ta nhìn vào những cái chỉ số thanh lý lên đồng 7 đó thì chúng ta cũng thấy là ngày hôm qua đó khi mà chúng ta nhìn bên dưới này đó các bạn thấy được là ngày hôm qua là cả ngày có rất là nhiều những cái lệnh sốt bị thanh lý đó chính là những cái thanh màu đỏ các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà cho đến hôm nay đó thì đột ngột mới đây các bạn thấy được là chỉ trong vòng một giờ thôi đã có tổng cộng là 64,5 triệu đô la lệnh long bị thanh lý có nghĩa là chúng ta thấy được hôm qua nhiều lệnh short bị thanh lý rồi hôm nay chúng ta đột ngột có lệnh long bị thanh lý có nghĩa là cả hai bên đều bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua thì có thể là lý do là sao chúng ta thấy giá đi xuống nhanh trong vòng khoảng chừng 2 giờ qua là liên quan tới nhiều lệnh long bị thanh lý nhưng mà nói thật chứ con số này cũng không phải là cao lắm các bạn thấy là chỉ 237 triệu đô la trong vòng một ngày qua con số này không phải là cao cao là khoảng 5 lần con số hiện tại nhưng mà đây cũng là một cái khả năng Chúng ta thấy được là thông tin xấu ngày hôm nay đó Mà nhiều bạn có hỏi thận đó chính là liên quan tới đồng BNB Chúng ta nhận được thông tin đến từ nhà báo Bloomberg đó Đó chính là SEC, gọi là ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ Bắt đầu mở một cuộc điều tra vào sàn Binance Xem coi là cái token Binance Coin BNB đó Mà bán ICO năm 2017 đó có phải chứng khoán hay là không Thì cái mà chúng ta biết cho tới bây giờ đó là chúng ta chỉ nghe thông tin này đến từ nhà báo Bloomberg mà thôi, chúng ta vẫn chưa nghe bất cứ ai từ sàn Binance xác nhận, hay là đương nhiên là SEC bây giờ vẫn chưa có ra thông báo chính thức là điều tra Binance chúng ta chỉ biết một cái bài báo đến từ Bloomberg mà thôi, nhưng mà như bảo là thường này khả năng này có hay là không thì đương nhiên là có rồi, và thường nơi chúng ta thì thông tin đến từ Bloomberg thì cũng khá là đáng tin cậy, cho nên khả năng đây là thông tin thật là Binance đang bị điều tra bởi SEC. Chúng ta còn biết điều gì nữa Ngoài chưa điều ra chúng ta không biết thêm điều gì nữa Nhưng mà thường muốn chia sẻ một số những tài liệu để các bạn nắm thêm Đó chính là những mà nào mà đã trong thị trường này năm 2017 đó Cũng đã biết là sàn Binance là một sàn mà chỉ mới mở năm 2017 mà thôi Chỉ cách đây nó 5 năm mà thôi Các bạn hiểu bây giờ là sàn lớn nhất thế giới Nhưng mà trong vòng 5 năm thôi 5 năm trước đó chưa có xuất hiện Mà 5 năm đã trở thành sàn lớn trên thế giới rồi Có thể thấy được cái sự tăng trưởng của Binance mạnh cỡ nào và khi mà bắt đầu đó thì hồi tháng 7 năm 2017 đó thì Binance đã tạo ra một cái token đó chính là đồng BNB mà chúng ta biết tới đó thì họ đã bán ICO vào tháng 7 năm 2017 và chúng ta thấy được là lúc đó đó họ bán ICO đó chỉ có kêu được vốn là 15 triệu mà thôi. Bây giờ các bạn thì mà dự án mà kêu 15 triệu thì rất là thấp nhưng mà thật ra năm 2017 đó kêu gọi được 15 triệu là một con số rất là lớn tại vì thị trường bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi. Những nhà đầu tư họ cũng có tiền hơn nhưng mà lúc đó nó kêu gọi được 15 triệu cũng là một con số lớn và các bạn thấy được là 15 triệu này đó họ kêu gọi để làm gì? thì phân nửa số tiền này đó sàn Binance nói là dùng để quảng cáo cái sàn của họ 35% đó là họ dùng để mà mướn người để mà hoạt động sàn còn lại 15% đó là họ dùng để mà dự trữ trong ngân sách của sàn Binance và cái số lượng token đó, tổng cộng sẽ là 200 triệu và chia ra 50-50 những nhà đầu tư đó là 50%. Còn bên sàn Binance giữ 50% khi mà họ bán cái ICO này Các bạn thấy được là phân phối 50-50 đó Bây giờ các bạn nhìn vào các bạn thấy được wow Phân phối gì mà ghê vậy nhưng mà thật ra Bây giờ các bạn cảm thấy là cái sự phân phối này không hợp lý Tại vì cái team bây giờ đâu có ai mà giữ tới 50% token đâu Nhưng mà năm 2017 đó Cũng là bây chúng ta thường thấy Founder với lại cái team giữ rất nhiều 50% Tại sao một người lại đi mua token của sàn Binance BNB thời điểm đó Lúc đó chúng ta vẫn chưa có cái Binance Smart Chain đâu Chúng ta chỉ có cái token này mà thôi Và thường nhớ lúc đó là token này vẫn chạy trên mạng lưới của Ethereum Là một cái ERC20 token Thì mọi người mua token của Binance để có thể là trade trên sàn Binance được giảm giá Đó là cái công dụng duy nhất thời điểm đó Tuy nhiên qua thời gian họ đã có thêm nhiều công dụng Như các bạn thì dùng đồng BNB để mà tham gia mua token mới trên sàn các bạn có thể là dùng đồng BNB trên mạng lưới Binance Smart Chain bây giờ nhưng mà lúc đó nó chỉ vì là mọi người muốn giảm cái phí giao dịch cho nên mới mua BNB và cũng có cái hy vọng là sàn này sẽ phát triển tốt thì giá trị nó sẽ tăng lên tại vì sàn cũng hứa hẹn là gì sàn Binance hứa hẹn là họ sẽ dùng một phần của cái thu nhập công ty từng quý sau đó là họ sẽ mua lại mà thật ra đó không phải là mua lại đâu họ dùng cái số lượng đồng BNB mà họ có trong cái ngân sách của họ đó. Các bạn nên nhớ là sàn Binance giữ 50% token thì họ sẽ đốt đi cái phần đó dựa theo sự nhập của sàn nhưng mà cái hiệu ứng nó cũng tương tự tại vì sàn Binance không có tung cái số đồng đó lên trên thị trường và đốt đến khi nào mà còn 100 triệu mà thôi đó là cách hoạt động hồi xưa của sàn Binance và đồng BNB nhưng mà gần đây đó chúng ta thấy được là hồi tháng 12 có nghĩa là cách đây 6 tháng thì Binance sẽ ra một quyết định là bây giờ họ đã có mạng lưới Binance Smart Chain và bây giờ đó họ sẽ không có sử dụng thu nhập của sàn để mà đốt đồng BNB theo thu nhập đó nữa mà họ sẽ dựa theo mạng lưới của Binance Smart Chain là như thế nào hoạt động ra sao và bao nhiêu cái phí giao dịch thì lúc đó họ sẽ có một cái công thức tính và đốt đồng BNB dựa theo công thức đó dựa theo cái giao dịch ở trên mạng lưới của Binance Smart Chain đây đó là cái bước đầu tiên là sàn Binance đã muốn tách rời ra khỏi đồng BNB. Các bạn thấy được là nếu như mà Binance tiếp tục con đường cũ đó thì mỗi một quý họ có thu nhập rồi họ sẽ đốt đồng BNB theo cái đó thì nó sẽ có một cái sự liên kết với lại sàn. Đây là cái bước đầu tiên mà sàn Binance muốn tách rời ra khỏi đồng BNB. Cái bước thứ nhì đó như bạn cũng đã nhớ là hồi tháng 2 mới đây sàn Binance họ cũng đã thay đổi thương hiệu lại. Bây giờ không còn gọi là Binance Smart Chain nữa mà gọi là BNB Chain. Có nghĩa là các bạn thấy được họ lại tiếp tục có cái bước kế tiếp là tách rời có chữ Binance ra khỏi cái token của họ Mặc dù bây giờ ai cũng tiếp tục gọi đồng BNB đồng Binance nhưng mà thật ra đó Họ muốn mọi người gọi đồng BNB đó là Bill and Bill chứ không phải là Binance Coin nữa Nhưng mà hầu như bây giờ ai cũng biết BNB là đồng của Binance, ai cũng gọi là đồng Binance mà thôi Nhưng mà thật ra họ cũng đã chính thức thay đổi đồng Binance Coin thành đồng Bill and Bill chứ không phải đồng Binance Coin nữa đây đó là những cái dấu hiệu gì thì khá mà thường muốn chia sẻ ở đây với các bạn Đó chính là chúng ta cũng thấy những cái dấu hiệu tương tự trước đây đối với lại XRP và Ripple Các bạn cũng đã nhớ là trước đây đây chúng ta thấy công ty Ripple gọi là Ripple đồng XRP Trước đây cũng gọi là đồng Ripple năm 2017 với 18 Và công ty Ripple đó cũng đã trải qua một thời gian họ cố gắng tách rời công ty ra khỏi cái đồng đó Đây là hai cái hoàn toàn khác nhau Tại vì sao? Tại vì đó công ty Ripple họ sợ là bị kiện bởi vì đồng XRP có thể là chứng khoán và cuối cùng điều họ sợ cũng đã tới rồi. Và chúng ta cũng thấy cái hiện tượng tương tự liên quan tới đồng Binance. Đồng Binance đó, từ tháng 12 họ cũng đã bắt đầu là có những cái dấu hiệu muốn tách rời ra khỏi cái token này rồi. Tại vì càng tách rời càng tốt. Tại vì một trong những cái yếu tố đó quan trọng để xem coi là một cái tài sản nào đó có phải chứng khoán hay là không. Đó chính là có phải là cái tài sản này đó liên quan trực tiếp với lại cái nơi phát hành cái tài sản đó và cái tài sản này sẽ lên giá hay là xuống giá dựa theo trực tiếp hoạt động của cái nơi phát hành tài sản đó đó là một cái chứng khoán cho nên càng tách rời thì càng tốt hy vọng các bạn hiểu cái điều này đây là một cái điều mà những cái luật sư thường hay tranh cãi về một đồng nào cũng phải là chứng khoán hay là không đó là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây chúng ta thực sự không biết thêm gì đâu bây giờ thường biết là nhiều bạn cũng đang khá là lo sợ và chúng ta cũng đã thấy là đồng BB ngày hôm nay đó cũng đi xuống giống như tất cả những đồng khác nhưng mà chúng ta thấy được là cái phần trăm đi xuống cũng không có phải là cực kỳ nhiều lắm. Chúng ta cũng thấy là hôm nay đó đồng BNB xuống 7 phần lớn các đồng là xuống có đồng xuống 7% như là Ethereum chúng ta cũng thấy được là Polkadot cũng xuống 8,5 cho nên hôm nay đây thông tin này cũng không có trực tiếp ảnh hưởng nhiều đến cái giá cả của BNB hiện tại đó là điều mà chúng ta thấy về cái phản ứng giá cả và chúng ta chưa biết được thông tin nào hơn bây giờ đó là chỉ mới bắt đầu điều tra mà thôi điều tra không có nghĩa là họ sẽ khởi tố công ty Binance đồng BNB hay là cũng không nghĩa là họ sẽ khởi tố nếu như mà họ không có đủ chứng từ hoặc thể là bỏ cuộc hoặc là sàn Binance có thể là đàm phán với SEC và có thể đóng phạt và cứ tiếp tục mà thôi giống như là chúng ta thấy đồng EOS và đương nhiên trường hợp xấu nhất đó là chúng ta có thể thấy là chuyện tùng xảy ra giống như là công ty Ripple và SEC còn có trường hợp xấu hơn nữa đó là dự án Binance là phải khép lại và không thể tiếp tục hoạt động nữa. Tony không có nghĩ là trường hợp xấu đó chúng ta phải quan tâm đến ngay bây giờ đâu. Chúng ta vẫn chưa biết thêm một thông tin nào hết. Và các bạn đã nhớ đó thường đó, khi mà SEC bắt một dự án nào phải đóng lại là tại vì dự án đó chỉ mới bán ICO hay là cái dự án đó đó chỉ mới bắt đầu. Suy nghĩ đến là bán ICO mà thôi còn chúng ta nói tới là đồng Binance một đồng mà đứng hạng thứ năm hiện bây giờ về vốn hóa, rất nhiều những nhà đầu tư, trong đó có nhiều quỹ đầu tư lớn đang đầu tư vào đồng BNB hiện tại và chúng ta cũng đang thấy đây là một cái đồng đã ICO năm 2017 rồi. Thôi thì không có nghĩ là trường hợp xấu đến nỗi mà chúng ta sẽ thấy là dự án BNB sẽ phải khép lại đâu. Thôi nghĩ là có thể chúng ta chỉ thấy là ra sàn Binance sẽ phải đóng phạt rồi tiếp tục hoạt động mà thôi. Tại bây giờ SEC đó chúng ta thấy kiện công ty Ripple ra tòa bây giờ đã hơn một năm rồi kết quả vẫn chưa có. Tôi không nghĩ là SEC muốn tiếp tục kiện thêm một dự án nữa mà là một dự án mà đứng sau lưng có rất nhiều tiền để mà hỗ trợ một trong những lý do tại sao đó mà những dự án trước đây khi mà bị SEC kiện đó thì họ lại nhanh chóng quản sợ tại vì họ không có đủ cái tài lực bây giờ SEC đã đụng độ công ty Ripple họ có rất nhiều tiền và các bạn thấy được là tiền thì có thể mướn được rất nhiều luật sư để mà tranh cãi và kéo dài cái dự kiện thì SEC sẽ không muốn cái dự kiện kéo dài như vậy đâu và bây giờ thắng thua vẫn chưa có rõ ràng bây giờ chúng ta nói tới là sàn Binance một sàn mà có rất là nhiều tiền thì thường không nghĩ là SEC muốn lại phải đối đầu với thêm một đối thủ trong tòa án nữa đâu đó là chuyện cá nhân của thùng mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Trong hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin 98. Với Coin 98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin 98 Extension và Coin 98 Super App. Chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ credit, debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin 98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Chúng ta cũng có một cái thông tin khác Đây là một cái bài bỏ phiếu của Institute of Public Opinion Thì bài bỏ phiếu này đó sau một năm khi mà nước El Salvador đã chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó Thì một năm sau bây giờ người của El Salvador nghĩ sao về Bitcoin Mới đầu khi mà đọc bài viết này có thể nhiều người cảm thấy được là tình hình không được tốt Nhưng mà thật ra tôi nghĩ là chúng ta cần phải nên nhìn vào cái bài thống kê này theo một cái góc cảnh khác để thường chia sẻ với các bạn Thì dựa theo bài thống kê này đó, họ đã hỏi tổng cộng là 1.272 người dân ở El Salvador Về cái luật Bitcoin đó sau một năm đã thực hành thì có ảnh hưởng như thế nào đối với tài chính của quốc gia El Salvador thì 71,1% phần trăm nói là họ không có thấy có một cái lợi ích gì cho quốc gia hiện tại Không phải là xấu, họ chỉ nói là họ chỉ không thấy lợi ích gì hiện tại mà thôi 12,8% đó nói là họ cảm thấy được là có một số lợi ích nho nhỏ với quốc gia El Salvador Còn 8,9% đó thì nói là họ đã thấy được một số những cái lợi ích không chỉ là từ quốc gia El Salvador mà cũng lợi ích cá nhân của họ Còn 6,1% nói là Bitcoin đó đã đem lại nhiều lợi ích cho họ khi mà chúng ta thấy con số này đó thì nhiều người nói là thấy chưa luật Bitcoin một năm sau 71% của người ở sau và nói là không có lợi ích gì cho họ hết nhưng mà chúng ta thấy được đó không có ai nói là luật này là xấu đối với chào Salvador nếu như mà không có luật Bitcoin Law, cái luật mà chấp nhận Bitcoin đồng tiền hợp pháp đó thì một năm sau các bạn hỏi những người này tôi nghĩ là họ cũng trả lời tương tự mà thôi tại vì trên căn bản 71% nói là họ không thấy gì thay đổi về tình hình tài chính của Salvador nhưng mà các bạn phải nhìn vào góc nhìn khác đó tại vì có luật Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi thôi mà chúng ta đã có tới 29% cái số lượng người ở là sao bên nói là họ cũng đã bắt đầu thấy ít nhất là một chút xíu lợi ích đến từ việc là chấp nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp có thể là thu hút thêm nhiều người tới El Salvador có thể là có nhiều công ty tới đó để mà mở chi nhánh hay là mướn người hơn đó là những gì mà chúng ta đang thấy hiện tại cho nên đối với thuận trong vòng chỉ một năm thôi mà đã có 29 trăm nghĩ là đã bắt đầu là có một chút xíu lệch đối với nước El Salvador cũng đã là một cái sự thành công đối với thuận rồi không có giống như nhiều người nói là ra luật chấp nhận mình không làm hợp pháp ở Salvador đó thì là một cái quyết định sai lầm của quốc gia này trong một thời gian ngắn thôi của quốc gia này À, sẽ lâm vào tình hình nguy cơ kinh tế các kiểu các bạn đã nhớ là họ đã nói năm ngoái khi mà luật này đã được chia sẻ bây giờ các bạn thấy được là một năm sau có vấn đề gì về sao và đồ đâu đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn và có rất nhiều người đã vẫn không có hiểu luật này là như thế nào cho nên tôi vẫn thấy nhiều người nói là tại sao một quốc gia lại ép người dân sử dụng bitcoin như vậy đó là một điều mà không chấp nhận được Đâu có áp ai sử dụng gì đâu các bạn. Cái luật liên quan tới Bitcoin là tiền tệ hợp pháp đó là một cái luật cộng thêm mà thôi. Có nghĩa là chúng ta thấy nước El Salvador là không có tiền tệ hợp pháp. Họ sử dụng đồng đô la. Thì bây giờ đó, ngoại trừ đồng đô la là tiền tệ hợp pháp. Người dân có thể sử dụng Bitcoin. Hoàn toàn đó là lựa chọn của người dân. Không ai ép buộc ai sử dụng gì hết. Người dân vẫn có thể tiếp tục sử dụng đồng đô la. Và thật sự đó, phần lớn theo các bản thống kê này đó là phần lớn vẫn tiếp tục sử dụng đồng đô la chứ không phải là Bitcoin hiện tại. Đó là hai cái thông tin mà không được tốt lắm ngày hôm nay mà Thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Ngoài cho những tài liệu ra, đó, Thường cũng muốn dành mỗi thời gian để mà chia sẻ một cái thống kê cũng khá là thú vị on chain với các bạn. Đây là cái bài viết đến từ Contagraph. Đây là tổng hợp một số những cái biểu đồ on chain và cho chúng ta thấy được đó là có một số người nghĩ là Bitcoin đó đã chậm đáy và sẽ tăng trưởng nhưng mà một số từ on chain cho thấy được chúng ta vẫn có khả năng là thấy BTC đó đi xuống thêm một đợt nữa trước khi mà tăng trưởng thì những cái biểu đồ đó là những biểu đồ gì? Chúng ta nói trước hết là biểu đồ liên quan tới NUPL thì đây là một cái biểu đồ mà hiểu đơn giản là tính cái phần trăm đang có lời trên blockchain hiện tại thì dựa theo biểu đồ NUPL này đó cho thấy được là cái đường mà có nhiều màu này đó có khả năng là như là năm 2020 khi mà chúng ta được là đi xuống sâu hơn nữa. Và nếu như mà tương tự như năm 2020 hay năm 2018 19 thì giá của BTC có thể là xuống sâu tới mức nào? Thì dựa theo biểu đồ này đó giá BTC có thể xuống từ cái mức là khoảng chừng là 20.560 cho đến 25.700 trong trường hợp là chúng ta thấy giá BTC có thể là có thêm một cái đợt xuống nữa để mà làm cho mọi người lo sợ cực độ và bán và sau đó sẽ có sự hồi phục đó chính là dựa theo NUPL chúng ta được là một trong những biểu đồ khác nữa đó đó chính là cây biểu đồ Mayer Multiple Model đây là một cái mô hình dựa theo 200 ngày giá trung bình của BTC thì trên biểu đồ chúng ta thấy được là có những cái điểm là A và B đó thì hiểu đơn giản Chúng ta thấy là những đợt trước đây đó như là cái đợt giảm giá của Covid Bây giờ đó chúng ta đưa được là mỗi đợt như vậy đó Thì cái giá BTC có thể là đi xuống và chạm vào cây đường màu đỏ bên dưới này Đó chính là cái điểm thấp và dựa theo Bây giờ multiple đó thì chúng ta nếu thấy BTC còn thêm một đợt đi xuống nữa đó Thì chúng ta có thể thấy giá BTC là xoay quanh cái mức là khoảng chừng 25.700 đô một biểu đồ nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái uh, biểu đồ Bitcoin realized price từ Look into Bitcoin. Thì biểu đồ này đó nếu như mà chúng ta thấy giá đi xuống thêm một lần nữa đó thì chúng ta có thể là thấy giá đi xuống khoảng chừng là từ 23.600 cho đến 25.200 đô. Thì đây là ba cái biểu đồ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về tài liệu on chain. Đây các bạn có thể thấy được là nếu như mà giá có xuống đi xuống đó thì dựa theo những biểu đồ này có thể cho chúng ta thấy cái mức giá bao nhiêu. Đây là một câu hỏi mà thường thường hay nhận được Và đương nhiên câu hỏi kế tiếp đó là chúng ta có thấy bây giờ đó là còn ai bán nữa Thì thật ra đó dựa theo tài liệu on trên bây giờ đó Phần lớn những nhà đầu tư ngắn hạn đó họ đã bán và rời khỏi thị trường này rồi Chúng ta có thể thấy được là tính những cái Bitcoin đang có lời hiện tại đó Thì 90% cái số lượng Bitcoin có lợi hiện tại là đang nằm trong tay của những người đầu tư dài hạn như là thôn và nhiều bạn rồi. Cho nên trên căn bản chúng ta không còn nhiều những nhà đầu tư ngắn hạn nữa đâu, cho nên cái lực bán của họ đó thì hạn chế mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một nhóm người đó có thể là đang bị áp lực hiện tại đó, chính là những cái thợ đào nhỏ. Chúng ta cũng đã từng chia sẻ thông tin tương tự rồi, chúng ta thấy được là trên màn hình đó, những cái lúc mà có màu xanh lá cây đó là chúng ta thấy được là những cái thợ đào tích lũy BTC, những lúc mà có màu đỏ đó là chúng ta thấy được thợ đào có dấu hiệu bán BTC thì cách đây không lâu đó khoảng chừng là giữa tháng 5 chúng ta thấy được là thợ đào bán từ 5.000 đến 8.000 BTC mỗi một tháng đương nhiên là họ đào xong rồi họ bán để mà có tiền tiếp tục kinh doanh nhưng mà cho đến bây giờ đó thì họ bán thấp lại chỉ khoảng chừng là 3.300 BTC mỗi một tháng mà thôi và chúng ta cũng đã nói là phần lớn những thợ đào lớn đó, những công ty như là HT những công ty lớn thì họ không có lo thời điểm hiện tại tại vì đó là những công ty mà họ có thể làm mượn được tiền kêu gọi vốn cho nên không cần phải bán BTC trong những lúc này khi mà giá cả họ cảm thấy là không tốt nhưng mà những cái sự nào nhỏ đó thì không có cái khả năng mà ho đồ lâu dài như vậy giá cả không tốt một thời gian dài chúng ta sẽ thấy dấu hiệu là những cái sự đầu nhỏ họ cần phải bán BTC thì nếu chúng ta thấy cái lực bán có tiếp tục đó thì có thể là đến từ những cái sự đầu nhỏ hiện tại đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn dựa theo cái bài viết này nhưng mà không phải thông tin nào cũng xấu đâu Chúng ta cũng đã thấy là dựa theo Class đó Từ năm 2021 từ tháng 9 cho tới bây giờ chúng ta thấy được là những cái Bitcoin được lưu trữ bởi những hodler đó là đang ở cái mức cao trong vòng 18 tháng qua là 7,3 triệu BTC Đương nhiên một phần trong cái con số này đó là những cái Bitcoin mà đã bị mất cái khóa cá nhân rồi Đương nhiên mất khóa cá nhân thì đâu khi nào bán được đâu, đâu khi nào di chuyển được đâu Nhưng mà ít ra chúng ta cũng thấy mà một dấu hiệu là ngày lại càng có thêm những holder trong thị trường này và biết bao nhiêu chuyện xảy ra hai ba tháng qua chúng ta thấy được giá BTC vẫn tiếp tục duy trì được ở mức là 29.000 30.000. Chúng ta nói tới Ethereum đi thì Ethereum ra sao? Ethereum đó thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 1.000 Ethereum đó vừa đạt được cái đỉnh cao nhất trong một tháng qua là 6.269 Ethereum. Đây có phải là dấu hiệu tích lũy y tế không nên thì cũng là một dấu hiệu đó Nhưng mà tuy em thì gần đây chúng ta thấy được là giá cả nó đã không có giữ được như là BTC Về cái tài liệu liên quan tới Bitcoin nạp vào rút ra đây thì cũng không gì đặc biệt đâu Chúng ta đã thấy được trên màn hình đó là trong dòng mấy ngày qua thì cái sự di chuyển có ngày có thêm BTC có ngày ít BTC hơn trên sàn nhưng mà cái khối lượng cũng không có phải là chúng ta cần quan tâm đến cho nên thuận mới ít chia sẻ thông tin này với các bạn nhưng mà hôm nay đó là đầu tuần thì chúng ta sẽ nhìn vào cái tài liệu đến từ CoinShares. Đây là tài liệu cho các bạn thấy được là tuần vừa rồi đó những quỹ đầu tư lớn thì họ đã có động thái gì và chúng ta đã thấy là tuần vừa rồi đó lại có thêm khoảng chừng là 100 triệu đô la đã đổ vào thị trường này đến từ những quỹ đầu tư. Chúng ta được đây là tuần thứ hai liên tục có dấu hiệu này. Chúng ta thường là cái tuần trước đó nữa đó là có cái số lượng rời khỏi nhiều đó chính là cái lúc mà cái sự lo ngại giữa luna và usd đang tăng mạnh đó. rồi sau đó hầu như những đầu tư đã bình tâm trở lại và tiền lại đẩy ngược trở về thị trường này nhưng mà để nói chi tiết hơn đó thì chúng ta thấy được là cái số tiền này phần lớn là đến từ đâu? đến từ hai quỹ thứ nhất đó là quỹ purpose đây là cái quỹ đầu tư ở canada là cái quỹ bitcoin etf mà được sử dụng rất là nhiều. Đây cũng là một dấu hiệu là cái nhu cầu để mà có Bitcoin ETF đang tăng lên cho nên mỗi lần mà có người mà có nhu cầu mua nhiều thì họ lại phải đi thu mua thêm BTC để mà dự trữ. Thì đây là cái số lượng lớn đến từ purpose còn lại là ProShare Nhưng mà về cái số lượng khoảng chừng là 100 triệu này đó thì tuần vừa rồi các bạn thấy được là phần lớn luôn, 125 triệu rồi đổi vào BTC thì có thể các bạn sẽ thấy được là không hợp lý chúng ta chỉ mới nói là có 100 triệu vào thị trường này từ như rồi nhưng mà thường đây nói tới 125 triệu và BTC lý do là tại vì Ethereum có tới 32 triệu rời khỏi Ethereum tiếp tục đó là một trong những đồng lớn mà có cái số lượng tiền rời khỏi nhiều từ những quỹ này từ đầu tới bây giờ đã có 357 triệu đô la Ethereum rời khỏi những quỹ này rồi chúng ta thì là con số không có nhỏ Tuy Ether vẫn là đồng đứng thứ nhì được lưu trữ bên những quỹ này là 8,6 tỷ so với đề BDC là 26 tỷ nhưng mà Ethereum là đồng mà có rất nhiều tiền rời khỏi từ những quỹ lớn đó là cái tình hình tuần rồi tôi muốn chia sẻ với các bạn ngoài chính thông tin đi ra cũng có một số những cái thông tin lạc quan hơn nữa là chúng ta thấy là Coinbase à, đã ra quyết định là họ sẽ niêm yết đồng Bitcoin và Coin 98 và chúng ta thấy là thông tin này hôm nay đây là một ngày mà thị trường cũng không phải là sôi so động lắm. Về giá cả chúng ta thấy được là về coin 98 thì ít ra cũng có cái sự tăng trưởng là 4,14% sau khi mà có thông tin này nhưng mà beta thì hầu như không có phản ứng, đi xuống cũng như là những đồng kia khoảng chừng 4,9%. Chúng ta cũng thấy được là thông tin đến từ Binance Labs và họ sẽ đầu tư vào PancakeSwap. Swap là cái DEX ở trên Binance Smart Chain và bạn cũng đã sử dụng rồi, bạn cũng rất là thích sử dụng Thì chúng ta thấy thông tin này đó có ảnh hưởng gì đến đồng cake hay không, chúng ta thấy được là cũng không ảnh hưởng gì Hôm nay đã chúng ta thấy đồng cake xuống 3,74% tương tự như đồng khác bây giờ mà thôi và chúng ta cũng có một cái sự đứng chính đến từ tiểu bang New York Tại vì chúng ta đã thấy được là cái thông tin mà New York cấm đào đó hầu như lan tỏa rất là nhanh Và cái sự hiểu lầm nó cũng rất là cao Thì dựa theo những như lập pháp New York đó thì họ đã giải thích là cái luật mà họ đưa ra đó không phải là luật cấm đào BTC đây là một cái luật đó là tạm hoãn 2 năm đối với việc phát hành và gia hạn những cái người thợ đào sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Có nghĩa là các bạn là một cái công ty đào mà sử dụng nhiên liệu hóa thạch đó, thì sẽ không được cấp giấy phép trong vòng 2 năm hay là các bạn giấy phép đã hết hạn họ họ không có gia hạn với các bạn nhưng mà đào BTC đó dùng năng lượng tái tạo thì vẫn được chứ không phải là không được đây không phải là luật cấm đào BTC và luật này đã không có hiệu lực trở về trước và nó không có ảnh hưởng đến những cái thời đào nhỏ mà có ít hơn là hai mươi máy có nghĩa là tiểu bang New York đó chỉ đơn giản là muốn tạm ngưng cái việc cấp giấy phép cho đào siêu nhiên được hóa thạch mà thôi nhưng mà đi này cũng làm việc cộng đồng khá là phẫn nộ và phần lớn đó, chúng ta thấy được là một điều thú vị là rất là nhiều những tiểu bang khác đó, lên tiếng nói là new york không thích đào bitcoin thì hãy tới tiểu bang của họ cho nên new york mới gấp rút đưa ra một lời giải thích nói là không phải là không thích đào bitcoin họ chỉ muốn kích thích những cái xưởng đào sử dụng năng lượng tái tạo mà thôi nhưng mà đương nhiên vì này cũng có khá là nhiều drama tại vì tiểu bang new york là một tiểu bang mà cũng có những cái động thái thực sự là cũng không phải là ủng hộ năng lượng tái tạo lắm đâu nhưng mà chúng ta sẽ không nói chi tiết trong video này Và ở Hoa Kỳ nói riêng đó, chúng ta thấy được là có rất nhiều tiểu bang rất thích những cái xưởng đào BTC Tại vì sao vậy? Tại vì có nhiều tiểu bang đó chúng ta thấy được là thời tiết của họ tốt như như thời tiết lạnh Hay là họ có sẵn cái nguồn điện mà bây giờ đã không có sử dụng thì cũng như vậy mà thôi cho nên những cái xưởng đào BTC đó là một trong những cái nơi rất tốt để cho họ có thể bán cái nguồn điện dư này Thêm vào đó nữa đó là có rất là nhiều tiểu bang Đương nhiên là họ thích là những cái sự nào rồi tới là mướn nhân viên Rồi mướn mặt bằng rồi phải đóng thuế cho họ Đương nhiên là họ rất là thích rồi Và đây là những cái tiểu bang mà rất là tốt đối với đạo BTC ở Hoa Kỳ Tại vì những tiểu bang này rẻ, công nhân cũng rẻ, mặt bằng cũng rẻ Tiền điện cũng rẻ và internet rất là nhanh Chúng ta được những tiểu bang này những tiểu bang nào Thứ nhất đó là Wyoming Chúng ta cũng đã nhớ đây là tiểu bang của nghị sĩ Cynthia Loomis rất là thích BTC. Chúng ta thì là kế tiếp là tiểu bang Utah, rồi tới Texas, rồi tới Arkansas, rồi tới Missouri, rồi tới Florida, rồi tới Ohio, rồi tới Mississippi, rồi tới South Dakota, rồi tới Nevada. Đó chính là ở Las Vegas đó. Chúng ta có Louisiana. đứng thứ tư là Washington. đứng thứ ba là Oklahoma. Mà chúng ta cũng đã nói tới ngày hôm qua cũng là một trong. À, những nơi mà bắt đầu đào Bitcoin. Chúng ta nói tới đứng thứ nhì là Tennessee và đứng đầu là North Dakota là những tiểu bang mà rất là tốt đối với việc đào BTC ở Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video đầu tuần này. Tôi cũng hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và khi mà biết thêm thông tin nên tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm với các bạn. Bây giờ giá của BTC là mức là 29.317 và những cái trang web thông tin lớn đó chúng ta vẫn chưa thấy có cái thông tin nào nổi bật mà giải thích được cái sự xuống giá hiện tại. Và một lần nữa đó muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital đó thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch khi mà tham gia thông mô liên của Thuận Capital giống như là các bạn có thể tham gia vào sàn Binance, các bạn có thể được giảm tới 20% phí giao dịch hay là các bạn có thể tham gia vào những sàn như là sàn Bybit thì có thể nhận được bonus cũng như giảm 10% phí giao dịch tháng đầu tiên, FTX các bạn có thể giảm được tới 10% các phí giao dịch và những sàn khác như là chúng ta có sàn Nefax, sàn Ascendex và như bên nào mà sống ở Hoa Kỳ thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như những mà nào mà không có sống ở Hoa Kỳ để thì vẫn có thể sử dụng những ứng dụng như là Nexo và BlockFi để gọi crypto lấy lại và đương nhiên crypto khoan ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta cũng thực hay nói đến và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn Let's go. Yeah, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got